Sáng ngày mùng 4 tháng 4, Hội đồng nhân dân quận Khóa Năm, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận dự và điều hành kỳ họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực quận ủy. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị, phường liên quan thuộc quận. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân quận thảo luận và thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025. Theo đó, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phù Liễn và phường Tràng Minh để thành lập một phường mới lấy tên là phường Bắc Hà. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Chữ với phường Lãm Hà và phường Đồng Hòa để thành lập một phường mới lấy tên là phường Đồng Hòa. Cũng trong chương trình kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận đã thảo luận và quyết định chủ trương đầu tư các dự án, cải tạo, nâng cấp khu vực nhà luyện tập và thi đấu thể thao cơ quan quận ủy thành trung tâm hội nghị của quận, lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại đường Trường Trinh, xây dựng hoàn thiện trường mầm non Bắc Sơn, cơ sở 2. Hội đồng Nhân dân quận cũng quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố Đầu Vũ 1, phường Văn Đầu khu vực giáp phường Nam Sơn, Do dự án này trùng với vị trí dự án chỉnh trang đô thị và xây dựng nhà ở tại tổ dân phố Đầu Vũ 1, phường Văn Đầu và tổ dân phố Kha Lâm 5, phường Nam Sơn đã được hội đồng nhân dân quận quyết định chủ trương đầu tư năm 2020. Kỳ họp thống nhất điều chỉnh, bổ sung lần 6, kế hoạch đầu tư công trung hạn quận giai đoạn 2021 đến 2025, điều chỉnh, bổ sung lần 1, kế hoạch đầu tư công quận năm 2024. Theo đó, Tổng nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đến 2025 giảm từ 1.901.063.340.000 đồng xuống còn 1.665.217.005.000 đồng, giảm 235.846.335.000 đồng. Năm 2024, giảm 22.475.088.000 đồng từ vốn đã phân bổ cho 20 dự án và dự phòng chưa phân bổ, chuyển sang cho 08 dự án, trong đó có 03 dự án phân bổ mới. Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, Hội đồng nhân dân quận thống nhất bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Đức Cường trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận và ông Mai Thế Ngọc trưởng phòng Quản lý đô thị quận. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Khanh ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân quận lưu ý Ủy ban nhân dân quận phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân quận hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023. Năm 2025 theo trình tự hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân Thành phố và Sở Nội vụ, các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để dự án, công trình sớm được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật, chất lượng công trình, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công đã được điều chỉnh.